Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Nhằm lúc không có vua trong Israel, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ê-phra-im, lấy một người vợ bé ở Bethlehem, thành xứ Giu-đa. Vợ bé người hành dâm bỏ người đi về nhà cha mình tại Bethlehem trong xứ Giu-đa và ở đó 4 tháng. Chồng nàng trỗi dậy đi theo nàng, muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người có đem theo một đầy tớ và 2 con lừa. Nàng mời người vào nhà cha mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông gia người là cha của người đàn bà trẻ cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong 3 ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. Ngày thứ 4, họ dậy sớm, và khi người Lê-vi sửa soạn ra đi, cha của người đàn bà trẻ bèn nói cùng rể mình rằng: "Hãy dùng một miếng bánh đặng đỡ lòng con, rồi sau các ngươi sẽ đi." Vậy, vợ chồng ngồi, ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng: "Con hãy định ở lại đêm nay nữa cho lòng con vui mừng." Người Lê-vi dậy sớm đặng đi, nhưng ông gia nài ép quá đến đổi người trở lại và ở đêm đó nữa. Ngày thứ 5, người dậy sớm đặng ra đi, thì cha của người đàn bà trẻ nói cùng người rằng: "Xin con hãy dùng bữa, nán ở lại cho đến xế chiều." Rồi vợ chồng ngồi lại ăn. Đoạn, người Lê-vi đứng dậy đặng đi cùng vợ bé và tôi tớ mình. Nhưng ông gia là cha của người đàn bà trẻ nói rằng: "Này, ngày đã xế, chiều hầu gần. Cha xin hai con hãy ở đêm tại đây. Ngày đã xế, hãy ở đêm lại đây cho lòng con vui mừng. Ngày mai, hai con sẽ thức dậy sớm đặng lên đường và trở về nhà con." Nhưng người chồng không muốn ở đêm, bèn đứng dậy và đi. Người đến tại trước Giê-bu, tức là Giê-ru-sa-lem, với 2 con lừa thắng, cũng có vợ bé theo người. Khi hai người đến gần Giê-bu, ngày đã xế nhiều rồi. Kẻ tôi tớ thưa cùng chủ rằng: "Hè, chúng ta hãy xây qua, đặng vào trong thành dân Giê-bu này và ngủ đêm tại đó." Chủ đáp rằng: "Chúng ta không vào trong một thành kẻ ngoại bang, là nơi chẳng có người Israel. Chúng ta sẽ đi đến Gi-bê-a." Người lại nói cùng kẻ đầy tớ rằng: "Hè, ta hãy ráng đi đến một nơi nào ở đằng trước, hoặc Gi-bê-a hay là Ra-ma, đặng ngủ đêm tại đó." Vậy chúng cứ đi đường. Khi đến gần Gi-bê-a là thành thuộc về Benjamin thì mặt trời lặn rồi. Chúng bèn quẹo vào thành Gi-bê-a đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng đi vào, ngồi tại ngoài phố chợ của thành, vì không ai tiếp vào nhà mình đặng cho ở ban đêm. Vả có một người già làm việc ở ngoài đồng buổi chiều trở về. Người ấy vốn quê ở núi Ê-phra-im, đang kiều ngụ tại Gi-bê-a, song dân cư thành này là người Benjamin. Người già ngước mắt lên, thấy kẻ hành khách này ngồi trên phố chợ của thành, bèn hỏi rằng: "Ngươi ở đâu đến và đi đâu?" Người hành khách đáp rằng: "Chúng tôi đến từ Bethlehem ở xứ Giu-đa, đang đi về nơi góc xa của núi Ê-phra-im là nơi sinh tôi ra. Tôi đã đi đến Bethlehem ở xứ Giu-đa, và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va, nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà mình. Vả lại, chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa chúng tôi, rượu và bánh cho tôi, cho con đòi và cho người trai trẻ đi theo kẻ tôi tớ ông, chẳng thiếu gì cho chúng tôi cả." Người già nói: "Bình an cho ngươi. Ta lãnh lo liệu mọi điều ngươi có cần dùng. Ngươi sẽ chẳng ngủ đêm tại phố chợ đâu." Người già bèn mời người vào nhà và cho lừa ăn. Các hành khách rửa chân rồi ăn và uống. Khi chúng đang ăn vui vẻ, có những người trong thành
là kẻ gian tà, vây nhà, giọng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng: "Hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn." Chủ nhà ra đến cùng chúng mà rằng: "Hỡi anh em, đừng, xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi, chớ phạm sự sỉ nhục này. Kìa, con gái ta còn đồng trinh và vợ bé người kia. Ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em sẽ lăng nhục họ, đãi họ tùy ý thích anh em, nhưng với người này chớ phạm điều sỉ nhục giường ấy." Song những kẻ đó không khứng nghe người. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng. Chúng biết nàng, lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về khi rựng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Sáng đến, chồng nàng trỗi dậy, mở cửa nhà ra, đặng lên đường mình. Kìa, thấy vợ bé mình nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng: "Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi." Song nàng chẳng trả lời. Người bèn để nàng trên lừa mình, lên đường và trở về nhà. Đến nhà rồi, người lấy một con dao, nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra 12 đoạn, gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng: "Từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy." Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra. Chương 20. Bây giờ cả dân Israel đều kéo ra đi từ Đan cho đến Beersheba và cho đến xứ Galaad. Hội chúng tụ hiệp lại như một người trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba. Những quan trưởng của cả dân sự, tức là của các chi phái Israel, đều ra mắt trong hội của dân Đức Chúa Trời, có 400.000 lính bộ có tài cầm gươm. Vả, người Benjamin đã hay rằng dân Israel đi lên Mít-ba. Dân Israel nói: "Hãy thuật lại cho biết tội ác này đã phạm làm sao." Người Lê-vi, chồng của người đàn bà đã bị giết, đáp rằng: "Tôi có vào Gi-bê-a là thành của Benjamin với vợ bé tôi đặng ngủ đêm tại đó. Nhưng dân Gi-bê-a dấy lên cùng tôi, đang ban đêm vây nhà tôi ở. Chúng đã toan giết tôi, có hành hung cùng vợ bé tôi, và nó chết vì cớ đó. Đoạn, tôi nắm lấy thây vợ bé tôi, chặt nó ra từng đoạn, gửi đi khắp địa phận của sản nghiệp Israel, vì chúng nó có phạm một tội trọng, một sự sỉ nhục trong Israel. Này, hết thảy dân Israel có mặt đây, anh em hãy bàn luận nhau và liệu định phải làm thế nào đây." Cả dân sự đứng dậy như một người mà rằng: "Chẳng ai trong chúng ta sẽ trở lại trại mình, không ai rút về nhà mình. Bây giờ, này là điều chúng ta phải xử cho Gi-bê-a. Chúng ta sẽ đi lên đánh thành đó theo thứ tự của thăm nhất định. Trong các chi phái Israel, chúng ta phải lấy 10 người trong 100, 100 người trong 1.000, 1.000 người trong một muôn. Chúng ta sẽ đi tìm lương thực cho dân sự. Rồi khi trở về, người ta phải xử Gi-bê-a của Benjamin tùy theo sự sỉ nhục mà thành ấy đã phạm nơi Israel." Ấy vậy, hết thảy người Israel nhóm nhau hãm đánh thành đó, hiệp lại như chỉ một người. Các chi phái Israel sai sứ giả đến cùng chi phái Benjamin mà nói rằng: "Tội ác đã phạm tại trong các ngươi là gì? Bây giờ hãy nộp cho chúng ta những người gian tà của Gi-bê-a để chúng ta xử tử chúng nó và diệt điều ác khỏi giữa Israel." Nhưng người Benjamin không khứng nghe tiếng của anh em mình là dân Israel, bèn ra khỏi các thành họ và nhóm hiệp tại Gi-bê-a đặng giao chiến cùng dân Israel. Trong ngày đó, người ta tu bộ người Benjamin từ các thành mà đến, số là 26.000 người nam đều có tài cầm gươm, không kể dân Gi-bê-a, được số 700 người tinh binh. Trong cả dân sự ấy, có 700 người tinh binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc mà chẳng hề sai trật. Người ta cũng tu bộ những người nam Israel, không kể người Benjamin, thì số được 40 vạn người, có tài cầm gươm,
thảy đều là chiến sĩ. Vậy, dân Israel đi lên Bê-tên và cầu vấn Đức Chúa Trời như vậy: ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Benjamin? Đức Giê-hô-va đáp: Giu-đa sẽ đi lên trước. Vừa sáng ngày, dân Israel kéo đi và đóng trại gần Gi-bê-a. Người Israel ra đánh người Benjamin dàn trận cùng chúng tại trước Gi-bê-a. Người Benjamin bèn ra khỏi Gi-bê-a và trong ngày đó giết 22.000 người Israel nằm chật đất. Dân Israel lại phấn chí, dàn trận mới tại chỗ mình đã dàn ngày thứ nhất. Dân Israel đi lên khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải giao chiến lại cùng người Benjamin là anh em của tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp: hãy lên đánh nó. Ngày thứ nhì, người Israel kéo tới đánh người Benjamin. Người Benjamin cũng ra Gi-bê-a nội ngày đó đánh dân Israel, lại giết nằm sải dưới đất một muôn 8.000 người của dân ấy, thảy đều có tài cầm gươm. Bây giờ hết thảy người Israel và cả dân sự đều đi lên Bê-tên khóc và đứng tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, cử ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối, rồi dân của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đang khi ấy, hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-li-a-sa, cháu A-rôn, phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Israel cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi còn phải giao chiến cùng người Benjamin anh em tôi, hay là tôi phải đình lại? Đức Giê-hô-va đáp: hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi. Israel bèn phục binh chung quanh Gi-bê-a. Ngày thứ ba, dân Israel đi lên đánh người Benjamin và dàn trận cùng Gi-bê-a như các lần trước. Người Benjamin ra đón dân Israel bị dụ xa thành. Y như hai lần trước, chúng khởi đánh và giết mấy người của dân Israel, chừng 30 người, tại trong hai con đường trải qua đồng bằng đi lên, một ngã tới Bê-tên và ngã kia tới Gi-bê-a. Người Benjamin nói rằng: kìa, chúng nó bị bại trước mặt chúng ta như lần trước. Nhưng dân Israel nói: chúng ta hãy chạy trốn, dụ chúng nó ra cách xa thành, đến trong các đường cái. Hết thảy người Israel bèn bỏ chỗ mình đứng, dàn trận tại Ba Anh Tha Ma, và đạo binh phục của Israel đâm sầm ra khỏi chỗ phục mình tại đồng bằng Gi-bê-a. Như vậy, xảy có một muôn tinh binh của Israel đã phục tại trước Gi-bê-a xông tới, đánh giặc rất dữ dội. Nhưng người Benjamin không biết tai họa hãm lấy mình. Đức Giê-hô-va đánh bại người chi phái Benjamin trước mặt dân Israel, và trong ngày đó dân Israel giết 25.000 mốt người Benjamin, hết thảy đều có tài cầm gươm. Người Benjamin thấy rõ mình bị bại, và người Israel đã nhường bước cho người Benjamin vì chúng tin cậy nơi sự phục binh mình ở gần Gi-bê-a. Những binh đã phục lật đật xông hãm Gi-bê-a, đi tới lấy gươm giết hết thảy cả người ở thành. Người Israel đã hẹn một dấu hiệu với những binh phục, là những binh phục phải làm cho một ngọn khói đen cất lên khỏi thành. Vậy dân Israel đã thối lại trong trận, còn người Benjamin khởi đánh và giết chết chừng 30 người Israel. Chúng nói: quả thật chúng nó bị thua trước mặt chúng ta như lần trước. Nhưng khi trụ khói khởi bay lên khỏi thành, người Benjamin nhìn xem lại đằng sau, thấy cả thành đều có khói bay lên trên trời. Bây giờ dân Israel trở lại, còn những người Benjamin lấy làm kinh hãi vì thấy tai họa đã hãm áp mình. Chúng xây lưng lại trước mặt dân Israel, chạy trốn về phía đồng vắng. Nhưng đạo binh Israel theo riết gần, và những kẻ ra khỏi thành đều bị giết liền. Chúng vây phủ người Benjamin, đuổi theo và chà đạp họ tại nơi họ dừng lại, cho đến chỗ đối ngang Gi-bê-a về hướng mặt trời mọc. Như vậy, một muôn 8.000 người Benjamin phải ngã, thảy đều là người dõng sĩ.
trong số người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, hướng hòn đá Rimmon, thì dân Israel còn giết dọc đường 5.000 người nữa. Đoạn, theo riết gần đến Gideon thì giết 2.000 người. Vậy, số tổng cộng người Benjamin ngã chết trong ngày đó là 25.000 người có tài cầm gươm và thảy đều là người dõng sĩ. Lại có 600 người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, đến hòn đá Rimmon và ở đó 4 tháng. Đoạn, dân Israel trở lại đánh người Benjamin, dùng gươm giết hết thảy người ta ở trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được. Lại, hễ gặp thành nào thì châm lửa đốt nó. Chương 21. Tại Mít-ba, dân Israel có lập lời thề này: chẳng ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho một người Benjamin. Đoạn, dân sự đến Bê-tên, ở lại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến chiều tối, cất tiếng lên khóc dầm dề mà rằng: ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ngày nay thiếu một chi phái của Israel, sao tai họa này xảy đến cho chúng tôi? Qua ngày sau, dân sự đều đứng dậy, xây trong chỗ đó một bàn thờ, dâng lên của lễ thiêu và của lễ thù ân. Vả, dân Israel đã có thề lời trọng thể này: kẻ nào chẳng đến ra mắt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba sẽ hẳn bị xử tử. Nên họ bèn hỏi: trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức Giê-hô-va chăng? Song dân Israel ăn năn về điều đã xảy đến cho chi phái Benjamin anh em mình mà rằng: ngày nay một chi phái đã trút khỏi Israel, chúng ta sẽ làm sao đặng có người nữ cho những kẻ còn sống, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va thề rằng không gả một con gái nào của chúng ta cho họ. Vậy chúng nói rằng: trong các chi phái Israel có ai chẳng đến ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba chăng? Vả, từ Gia-be trong xứ Ga-la-át chẳng có ai đến vào trại quân tại hội đồng, vì khi tu bổ dân thì chẳng thấy có người nào của dân Gia-be ở xứ Ga-la-át. Hội chúng bèn sai đến Gia-be một muôn 2.000 người mạnh mẽ hơn hết và truyền lệnh rằng: hãy đi dùng gươm giết dân cư của Gia-be ở xứ Ga-la-át luôn với người nữ và con trẻ. Này là điều các ngươi sẽ làm: hãy tận diệt mọi người nam luôn mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được trong dân Gia-be ở xứ Ga-la-át 400 con gái đồng trinh chưa làm bạn với người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân tại Si-lô ở trong xứ Ca-na-an. Toàn hội chúng sai sứ đến người Benjamin rút ở nơi hòn đá Rimmon đặng giảng hòa cho chúng. Người Benjamin bèn trở về. Dân Israel gả cho chúng những người nữ mình đã dung thứ để còn sống trong số những người nữ Gia-be ở xứ Ga-la-át, nhưng không đủ cho mọi người. Vậy dân sự ăn năn về việc Benjamin, vì Đức Giê-hô-va có làm khuyết trong các chi phái Israel. Các trưởng lão của hội chúng nói: bởi những người nữ của chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt, thì chúng ta phải làm sao đặng kiếm vợ cho những người còn lại? Lại tiếp rằng, những người còn sống sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Benjamin, kẻ một chi phái bị trút khỏi Israel chăng? Song chúng ta chẳng thế gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Israel có lập lời thề này: đáng rủa sả cho kẻ nào gả một người vợ cho Benjamin. Vậy chúng nói: kìa, tại Si-lô, ở về hướng bắc Bê-tên, phía đông của con đường đi từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam Lê-bô-na, mỗi năm người ta giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va. Chúng bèn khuyên người Benjamin rằng: hãy đi phục trong vườn nho, hễ khi thấy các con gái của Si-lô đi ra đặng múa hát rập nhau, thì các ngươi hãy ra khỏi vườn nho, rồi mỗi người trong các ngươi phải cướp lấy một người vợ trong bọn gái trẻ của Si-lô đó. Đoạn trở về xứ Benjamin. Khi cha hay anh chúng nó đến kiện cùng chúng ta sẽ đáp rằng: xin hãy làm ơn cho chúng tôi mà gả chúng tôi cho họ, vì trong giặc giả này chúng tôi không thể cưới một người vợ cho mỗi người trong bọn họ. Lại nữa, chẳng phải chính các anh em đã gả chúng nó cho họ, vì nếu như vậy chắc các anh em phải mắc tội. Người Benjamin bèn làm như vậy. Trong bọn người nữ múa hát, chúng cướp lấy một số người vợ bằng số của mình
rồi đi trở về sản nghiệp mình. Chúng xây đắp thành lại và ở tại đó. Bây giờ, dân Israel ai nấy đều trở về trong chi phái và họ hàng mình. Từ nơi đó, mỗi người đi về sản nghiệp mình. Đang lúc đó, không có vua trong Israel. Ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghiêng tai qua nhậm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy cứu kẻ tôi tới Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tới Chúa, vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dù nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Chương 26. Năm thứ 11, ngày mùng 1 đầu tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, Ti-rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng: Hay, hay, thành làm cửa của các dân đã vỡ nát rồi. Nó đã trở về cùng ta. Rày, nó đã trở nên hoang vu thì ta sẽ được đầy dẫy. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ti-rơ, này, ta địch cùng mày. Ta sẽ khiến nhiều nước giấy nghịch cùng mày, như sóng biển giấy lên vậy. Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành Ti-rơ và xô đổ tháp của nó. Ta sẽ cào bụi, khiến nó là một vần đá sạch láng. Nó sẽ là một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển, vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta đã phán. Nó sẽ làm mồi của các nước. Các con gái nó ở đồng ruộng nó sẽ bị giết bằng gươm, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem Nebuchadnezzar vua Babylon, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân và dân đông, từ phương Bắc đến nghịch cùng thành Ti-rơ. Người sẽ dùng gươm giết các con gái của mày ngoài đồng ruộng, sẽ lập đồn đắp lũy và dấy cái thuẫn lên nghịch cùng mày. Người sẽ đặt máy phá vách thành và dùng búa phá các tháp mày. Ngựa của người nhiều lắm, đến nỗi bụi đất che mày đi. Các vách thành mày rúng động vì tiếng của lính kỵ, của xe chở đồ và của xe binh. Khi kẻ nghịch vào bởi các cửa mày, như vào trong một thành đã bị thua. Người sẽ giẫm vó ngựa trên các đường phố mày. Người sẽ giết dân mày bằng gươm, và những trụ của sức mạnh mày sẽ bị ném xuống đất. Đoạn, quân nghịch mày
sẽ lấy của báo mày, cướp hàng hóa mày, phá đổ vách thành mày. Chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mày, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đờn cầm của mày nữa. Ta sẽ khiến mày nên vần đá sạch láng. Mày sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa. Vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán cùng thành Tyre rằng: Nghe tiếng mày đổ xuống, kẻ bị thương rên xiết, sự giết lát làm ra giữa mày, các cù lao nghe vậy há chẳng rúng động sao? Hết thảy các quan trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình, cởi áo chầu ra và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất. Họ sẽ sợ sệt luôn và lấy làm lạ vì cớ mày. Họ sẽ vì mày hát bài ca thương mà nói cùng mày rằng: Hỡi thành có tiếng, vững bền ở giữa biển, là chỗ người đi biển ở. Nó với dân cư nó làm cho hết thảy người ở đó khiếp sợ. Mày bị hủy phá là giường nào? Bây giờ các cù lao sẽ run rẩy nơi ngày mày đổ nát, và các cù lao trong biển sẽ kinh khiếp về sự diệt mất của mày. Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khi ta sẽ làm cho mày ra thành hoang vu, như những thành không có dân ở, khi ta sẽ khiến sóng của vực sâu phủ lên trên mày và các dòng nước lớn che lấp mày, bây giờ ta sẽ khiến mày với những kẻ đã xuống hố đến cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mày ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống hố, hầu cho mày không có dân ở nữa. Xong, ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống. Ta sẽ dùng mày làm một sự kinh khiếp. Mày sẽ không còn nữa, và dầu người ta tìm mày, sẽ không hề thấy mày nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.